Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy và các nàng hậu tiếp tục hành trình hỗ trợ người dân miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ miền Trung, các hoa hậu Việt đã vận động quyên góp lên đến gần 10 tỷ và lên đường cứu trợ người dân. Chuyến đi chuẩn bị khá gấp rút với sự tham gia của các hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thị Linh. Ngày thứ hai đi vào vùng lũ, đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tiền mặt cho các hộ dân sau nhiều ngày chống chọi với 4 cơn bão. Tiếp nối hành trình đầy ý nghĩa, dàn hoa hậu lại tiếp tục đi sâu hơn vào những khu vực chịu thiệt hại tại Huế lẫn Quảng Trị. Để viện trợ diễn ra kịp thời, cả đoàn còn chia nhau đến nhiều xã để hỗ trợ tiền mặt cho bà con mau chóng khắc phục hậu quả. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có xã Hương Phong, thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền. Tại tỉnh Quảng Trị gồm có 8 xã thuộc huyện Triệu Phong. Tổng cộng số tiền mặt đã trao cho người dân tại những xã trên là 760 triệu đồng. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, những ngày ở nhà nghe tin tức về bão lũ miền Trung đã khiến Linh cảm thấy vô cùng thương tâm. Hôm nay Linh tận mắt chứng kiến những căn nhà ngập trong biển nước, lắng nghe nhiều câu chuyện cảm động, mình không khỏi đau xót. Linh biết khi lũ đến có rất nhiều điều lo toan, nhưng mong rằng các phụ huynh hãy dành sự quan tâm gấp nhiều lần hơn nữa cho trẻ em trong nhà. Mặc dù đường đi còn khó khăn trắc trở, nhưng các hoa hậu cho biết cả đoàn đang cố gắng hết sức để trao tận tay số tiền còn lại cho những khu vực còn chịu ảnh hưởng sau bão. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.